Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 17 là phenol. Phenol thì những hợp chất của nó được ứng dụng nhiều trong việc khử trùng, tẩy giun hoặc là bảo quản thực phẩm, mỹ phẩm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phenol cũng như tính chất và ứng dụng của nó. Chúng ta đi vào phần đầu tiên là khái niệm và cấu trúc của phenol. Thì ở đây chúng ta có một số cái cấu trúc này, các con nhận xét cái điểm giống nhau là đều có cái vòng benzene. Cái vòng benzene và nhóm O, OH gắn trực tiếp lên C của vòng benzene. Như vậy mình định nghĩa phenol là gì? Ở đây chúng ta có những chất như là phenol, chất đầu tiên mình gọi là phenol luôn. Chất thứ hai là 2-methylphenol. Rồi đây là 1-naphthalhydroquinone. Tiếp theo mình đi tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tử của phenol. Thì nó có một cái vòng benzene, đúng không? Và nhóm OH thì ở đây O nó còn dư electron, cho nên là electron sẽ di chuyển vào những cái vị trí là 2, 4 và 6. Vị trí 2, 4, 6 làm cho những cái vị trí này nó có nhiều electron hơn bình thường và nó dễ tham gia phản ứng hơn. Thì chúng ta sẽ thấy. Và một cái nữa đó là liên kết OH này phân cực về phía O, cho nên là cái H này cũng dễ bị bứt ra. Dẫn đến cái tính chất hóa học của phenol nó đặc trưng như thế nào thì chúng ta sẽ xét ở cái phần tính chất sau. Tiếp theo là mấy con quan sát cái mô hình 17.1. Thì mô hình này mình nhìn thấy được cái cấu trúc cấu tạo của phenol ở dạng là cầu và ở dạng đặc ha. Vậy phenol là gì? Chúng ta rút ra kết luận phenol là những cái hợp chất hữu cơ mà nó có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene. Và nó có đặc điểm là phenol là có nhóm hút electron, làm giảm mật độ electron nguyên tử oxygen, dẫn đến tăng sự phân cực của liên kết OH, đồng thời làm tăng mật độ electron trong vòng benzene nhiều nhất ở vị trí octo và para. Về tính chất vật lý, phenol thì là một cái tinh thể không màu, dễ chảy rửa và chuyển thành màu hồng do nó hút ẩm và bị oxy hóa chậm trong không khí. Rồi do là nó cũng tạo được cái liên kết hydrogen đó, cho nên là nhiệt độ sôi cao và độ hòa tan trong nước nó tốt hơn những cái hydrocarbon khác như benzene hoặc là toluene. Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu phần tính chất hóa học. Thứ nhất là phản thế nguyên tử H của nhóm OH. Thì cái nguyên tử H này nè, nó rất là dễ bị bứt đứt ra, cho nên là thể hiện tính axit. Thì tính axit của phenol rồi được thể hiện, nó tạo thành một cái ion phenolate và H cộng nha. Thì khi tác dụng với dung dịch có tính bazơ thì nó sẽ thể hiện rõ cái tính axit. Ngoài ra thì nó là một cái axit quá yếu, cho nên là không có làm đổi màu quỷ tím. Rồi nó có thể tác dụng với lại NaOH để thể hiện tính axit như thế nào. Chúng ta xem cái phương trình là khi tác dụng với NaOH là tạo ra muối và nước ha. Muối sodium phenolic và nước. Rồi nó có thể tác dụng với muối của axit yếu, ví dụ như là Na2CO3 để tạo thành một cái muối là C6H5ONa và NaHCO3. Rồi thể hiện tính axit yếu. Và kết luận lại là phenol là thể hiện tính axit yếu và dung dịch phenol không làm đổi màu quỷ tím. Do nhóm phenol này hút electron, cho nên là làm tăng sự phân cực của liên kết OH, dẫn đến tính axit của phenol. Mình giải thích cái tính axit của nó như thế. Tiếp theo là mình sẽ phải xét tiếp cái phản thế nguyên tử hydrogen của vòng benzene. Thì cái vòng này nè là do là nó có những cái mật độ electron ở những cái vị trí 2, 4, 6 nó cao hơn bình thường, cho nên nó sẽ tham gia phản thế. Thì chúng ta sẽ xét phản thế với nước bromine. Ở đây các con thấy nó thế ở vị trí là 2, 4, 6, 3, BR, cho nên ở đây mình ra được 3, BR nè. Với lại cái ba cái H ở ba vị trí này thì nó tạo thành là 3HBr. Thì phản ứng này là tạo ra cái kết tủa màu trắng, cho nên là mình sẽ dựa vào kết tủa này để mình nhận biết phenol dựa vào dung dịch Br2. Ngoài ra tương tự như vậy thì nó có thể tham gia phản ứng thế nữa với HNO3 trong H2O4 đặc, tạo ra cái sản phẩm là kết tủa có màu vàng, mình gọi là
picric acid, picric acid ha. Thì picric acid này là, thì nó sẽ là làm mình có thể dùng phản ứng này để nhận biết cũng được, nhưng mà viết thì phương trình tác dụng với Br2 vẫn dễ hơn ha. Như vậy kết luận lại là nhóm OH đó, nó ảnh hưởng đến cái vòng benzene là nó làm cho ưu tiên phản ứng thế xảy ra ở vị trí octo và para của phenol. Tiếp theo chúng ta sang cái phần số 4 là ứng dụng và điều chế. Thì phần ứng dụng là phenol được sử dụng để làm chất sát trùng, diệt nấm vân vân, hoặc là diệt khuẩn, để làm chất bảo quản, chất dẻo, chất kết dính, dược phẩm, phẩm nhuộm vân vân. Thì điều chế thì người ta sẽ điều chế từ cumin. Cumin thì và hoặc là người ta tách ra từ nhựa than đá. Những cái phương trình điều chế của phenol thì nó phức tạp. Thì bài đến đây là hết. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các con trong bài sau nha.